Để khuếch trương cho hoạt động của Nova Entertainment, Trương Ngọc Ánh trong vai trò chủ tịch công ty giải trí cho biết sẽ đầu tư 50 triệu đô la Mỹ trong năm 2022 để thực hiện một số dự án. Công ty này chính thức sở hữu bản quyền quốc tế cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ được khởi động ngày 8 tháng 3 và kế đó là cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới Việt Nam để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới. Trước đó, nhiều công ty của Việt Nam sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới chủ yếu có vai trò lựa chọn một gương mặt tham gia đấu trường nhan sắc thế giới. Tuy nhiên, lần này, với việc đầu tư hơn 1 triệu đô la Mỹ để sở hữu bản quyền thế giới cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thế giới, đấu trường nhan sắc này lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Theo cô, đây là cách góp phần tham gia hoạt động quảng bá và thu hút du khách đến Việt Nam. Với cuộc thi này, ban tổ chức cũng hướng đến mục tiêu kêu gọi bảo vệ môi trường. Trương Ngọc Ánh cho biết sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: cuộc thi Hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế. Ở lĩnh vực điện ảnh, công ty của cô đang thương thảo với một số ngôi sao Hàn Quốc để thực hiện dự án điện ảnh dự kiến bấm máy trong vài tháng tới. Cô hy vọng đưa hình ảnh và văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới thông qua việc phát hành những bộ phim độc quyền, khai thác đời sống của người Việt trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu như Netflix, Disney Plus và Apple TV.